Truy cập ngay murobot.vn nếu bạn đang có nhu cầu nạp robot giá rẻ, cũng như cày thuê các tựa game hot nhất hiện tại trên Roblox, uy tín, nhanh chóng và chất lượng. Bạn lựa ngay tại murobot.vn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình, làm YouTube trong Roblox với tựa game YouTube Live. Các bạn có nhớ tựa game này hay không? Hay là bạn nào còn chơi không? Hãy comment mình dưới nha. Tựa game này thì bẵng đi một thời gian mình không có chơi nữa. Ngày hôm nay đột nhiên nhìn lại mình thấy nó cập nhật rất là nhiều thông tin. Và các bạn hãy cùng mình xem là những nội dung mới này sẽ có gì thú vị nha. Thì bên ngoài tiêu đề của tựa game nó ghi chữ stream, tức là trong cái tựa game này, thời điểm ban đầu các bạn chỉ có thể làm video up lên trên YouTube thôi. Thì bây giờ cập nhật thêm chế độ stream để các bạn có thể streaming. YouTube mà các bạn, nền tảng YouTube là một nơi các bạn có thể livestream. Rồi, thì lâu quá không trở lại ha, để mình coi. Cái nhà của mình thì mình đã mua ở đây rồi. Đây là cái phòng stream của mình. Mình cũng vừa nâng cấp lên một số thiết bị nè. Ở đây mình có một cái giường ha. Đây là một cái tủ lạnh các bạn. Tủ lạnh thời tiền sử. Cái giường thời tiền sử màu xanh chuối. Theo phong thủy thì cái màu xanh chuối và màu đỏ rất là hợp với mình. Nếu mình thấy tủ lạnh rất ok nè, cái giường rất ok nè, cái giường đúng bự luôn các bạn. Rồi thì để mà kích hoạt chế độ streaming á, các bạn sẽ vô trong cái bàn của mình, cái bàn làm việc của mình. Cập nhật kỳ này thì nó cho mình thêm hai tựa game mới nữa. Một là Billabong, tên trong game là Bot Builder. Hai là Arsenal, tên trong game là Pew Pew. Bạn bấm vào bất kỳ một tựa game nào đó thì nó sẽ cho bạn hai option, hai cái lựa chọn. Bạn muốn streaming hay bạn muốn record video. Record video như bình thường á. Cái này thì quen rồi, không gì khó hết trơn á. Chào mừng các bạn đến với Gia Nghiệp TV. Đấy. Sau khi bạn quay xong video, chuyển qua chế độ Edit, cut video 3 lần ha. Cao nhất 100%. Khi đó up lên trên YouTube á, thì số lượng view của bạn, số lượng tiền của bạn sẽ nhiều nhất. Recording 100%, editing 91%. Đó, ok chưa? Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài ha. Lâu rồi chúng ta không gọi là nâng cấp dần máy tính của mình. Để đi xem vào cái phần upgrade này có gì mới hay không. 50, 60 triệu sub, 80, 90, 100 triệu sub, 20 mấy triệu tiền, 30 triệu tiền với lại RAM ha. Rồi để mình coi là trong này mình có gì mới hay không. Tiền mắc quá, 4,4 tỷ cho một con chuột 12 sao, kinh không? Mình nghĩ là chắc chưa mua được thêm cái gì đâu. Nó sẽ cập nhật thêm cho mình những cái vật phẩm mới ha, với số lượng ngôi sao nhiều hơn. Nhưng mà tiền thì hơi cao, giờ mình chưa có đủ. Rồi mình sẽ cùng đi qua khu vực này ha, cái studio. Để mà có được cái studio này các bạn phải rebirth. Rồi trong đây thì nó sẽ cho chúng ta, wow, một nhân viên editor nè. Nhân viên này giống như một cái cỗ máy để các bạn treo số lượng subscriber của mình. Mình đã treo được 7,9 tỷ subscriber collect earning, yes. Và chúng ta có thêm một cái nút button mới. Congratulations, mình được 5 tỷ lượng subscriber. Treo máy càng lâu, số lượng subscriber sẽ tăng càng nhiều. Bây giờ thì trong cái tựa game này nó chơi khá là dễ rồi. Các bạn rất dễ dàng để chúng ta lên sub và lên view, lên tiền nữa. Cái phần mệt này mình sẽ đặt hàng một cái hoodie, sản phẩm dành cho fan đó các bạn. Chờ trong khoảng tầm 5 phút. Ở đây thì có thêm một NPC mới nè. À, NPC này là sponsorship, nghĩa là một người tài trợ ấy. Anh ta sẽ cho mình 2,9 triệu tiền, cũng như 350 kim cương. Nếu bạn giúp anh ta hoàn thành một cái nhiệm vụ sponsor tựa game The Murderer 2, nắm video luôn. 350 gem thì khá là ngon nè, nhưng mà chỉ có 2,9 triệu tiền thôi. Mà nó bắt mình phải làm tới 5 video trong tựa game The Murderer 2. Thôi kệ nhận đi ha, tại vì được cái kim cương là khá là ngon rồi. Về nhà ngủ nghỉ nè, cho nó full năng lượng ha. Chơi game cho cái fun mình lên nè. Và vô cái tủ lạnh để mình ăn uống. Tiếp theo đó mình sẽ vô cái dàn máy vi tính của mình để thực hiện nhiệm vụ ha, có phải trên mình có nè. Nó cho mình có 5 phút thôi. Trong khi bạn upload video thì nó sẽ không cho các bạn thực hiện cái hành động tiếp theo. Ok, xóa bình luận tiêu cực nè. Chọn tựa game The Murderer nè. Thì với số lượng kim cương này mình nghĩ là sau khi mình có được phần thưởng rồi, chúng ta sẽ cùng đi quay random ha. Không biết là bây giờ trong những cái rương phần thưởng random á, nó có cho chúng ta thêm những phẩm mới hay không. Thì ở ngoài đời cũng như vậy thôi. Một YouTuber khi nhận được một quảng cáo thì cũng phải làm theo yêu cầu. Nhà tài trợ kêu mình làm mấy video, làm bao nhiêu phút thì các bạn cũng phải làm giống như vậy. Làm xong ha, đăng lên trên YouTube rồi, có hiệu quả rồi thì bên kia mới trả tiền. Đã upload 5 video ha, về cái tựa game The Murderer 2. Khô máu luôn các bạn, đói bụng rồi đuối này kia. Ô, chưa được. Mình tưởng là xong 5 lần là thôi chứ. Rồi là phải quay trở về cái studio để báo cáo cho thanh niên nữa. Tiền của tôi mà, trả nhiệm vụ nè. Hello. Ok. Đồng thời là những cái hoodie mình đặt hàng cũng vừa tới ha. Thì cái phần này mình đã review bạn trong cái video lần trước rồi. Đây là một trong những cách có thể coi là giúp các bạn có thể có được nhiều tiền nhất. Mỗi lần đặt hàng như vậy các bạn sẽ đi giao được 3 địa điểm. Và mỗi địa điểm sẽ cho chúng ta rất nhiều tiền. Bây giờ mình đã có là 988 triệu này. Nhận hoodie bạn ơi. Nó cho mình khoảng tầm đâu đó 700 triệu. Rồi ở đây mình có thêm cái gì nè. Intermission. Mình nghĩ là chắc là một con bot mới. Rồi thì bây giờ mình xong 3 cái hộp hàng này, 3 cái đơn hàng này. Mình sẽ quay trở về cho bạn coi chế độ streaming. Thì bạn thấy ở đây chúng ta có một cập nhật mới trong 2 ngày ha. Có vẻ như tựa game này bây giờ nó bớt cái độ hot rồi. Số người chơi không còn nhiều nữa. Nãy mình để ý là khoảng tầm 6-7 ngàn người gì đó. Đối với một con game simulator thì 6-7 ngàn người khá là nhiều. Nhưng mà hồi trước lúc mình chơi với các bạn, mình review thường xuyên á, số lượng người chơi lên tới 20 ngàn, 30 ngàn. Rồi, quay trở về ha. Bây giờ chúng ta đang đói bụng nè.
ăn miếng. Chúng ta đang không vui nè, chơi game tí và bắt đầu là sửa soạn, đánh răng, rửa mặt lên livestream ha. Hiện tại thì không có cái tựa game nào đang gọi là trending hết. Mình sẽ chơi tựa game Pew Pew. Bắt đầu livestream. Thì cái livestream này cũng bình thường thôi. Các bạn click vào những cái nút rồi đó là cái donate nè các bạn. Vấn đề thứ hai là chế độ streaming này sẽ không có giới hạn, tức là các bạn muốn stream tới khi nào cũng được. Cái vấn đề thứ ba là lâu lâu sẽ xuất hiện một cái câu comment, một cái hành động cho mình. Đây nè, đấy, tỷ lệ 50-50. Nếu bạn chọn sai theo ngữ cảnh gì đó thì người chơi sẽ dislike cái video của bạn, dislike cái livestream của mình. Và ngược lại, nếu bạn chọn đúng thì người chơi họ sẽ like, happy comment nè. Lại không đúng rồi. Chắc là nhìn khung chat ha, bạn thấy có rất nhiều người chat luôn. Số lượng người xem của mình 1,3 tỷ, 1,2 tỷ. Ghê ghê. 1/7 dân số thế giới đang coi mình livestream. Mình lại gọi là streamer nổi tiếng. Người ta đã like cho mình rất nhiều rồi. Các bạn đã like video này chưa? Chắc là chưa đúng không? Like video đi các bạn. Vấn đề thứ tư trong quá trình livestream là các bạn thấy lâu lâu sẽ xuất hiện những cái ô màu cam cam. Đánh trái bơm ha, không được click vào những ô đó. Nếu không thì cái lượng happy của nó sẽ giảm xuống nè. Cố gắng giữ cho nó nằm bên trái. Và khi bạn muốn kết thúc á, thì bên góc phải có một cái stop streaming. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết livestream này. Good night các bạn, tắt livestream nè. Và nó sẽ cho chúng ta một cái thống kê. Tổng số tiền mình kiếm được là 32 triệu tiền. Ngoài ra mình thấy là trong cái phần livestream này, nó không cho mình cái số lượng subscriber. Có vẻ như chỉ cho mình tiền thôi, tiền thông qua donate các bạn. À, cho cái phần những cái rương các bạn, chúng ta có thêm một cái stream deck. Rương 250 kim cương có không? Hầu như rương nào cũng có hết trơn á. Mình sẽ mở đầu tiên là một cái rương 500 kim cương. Không có rồi. Nó cho chúng ta một cái két sắt. Mở rương 100 kim cương. Một cái router. Mở lần thứ hai nào. Một cái wifi. Trời ơi. Cái rương robot á thì nó cho chúng ta cái stream deck 6 là xịn sò nhất. 5%. Rồi thì lâu rồi không quay trở lại với cái công việc làm YouTube trong tựa game YouTube Live. Hôm nay mình đã review bạn về cầu vật mới có tên là Streaming. Streaming để tương tác với người xem trên toàn thế giới. Cũng như là thông qua đó các bạn có thể kiếm được tiền trong game, mặc dù mình thấy là số tiền nó không có nhiều lắm. Không biết là khi chúng ta có những cái gear nó xịn sò hơn, số lượng subscriber mình nó khủng khiếp hơn, số tiền donate có nhiều hơn hay không. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.